Xin chào quý vị và các bạn. Sau một ngày tạnh giáo thì đến hôm nay, thời tiết Bắc Bộ lại chuyển sang trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù rải rác. Trưa chiều nay sương mù giảm dần, trời hửng sáng hơn với nền nhiệt tăng nhẹ vào khoảng 16 đến 19 độ ở phía Đông Bắc Bộ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 18 đến 22 độ. Dự báo trong 2 ngày tới, tức là ngày 16 và 17 tháng 2, nền nhiệt độ Bắc Bộ có xu hướng tăng nhẹ dần. Mức nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng sẽ tăng khoảng từ 15 cho tới 18 độ, và nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên ở khoảng 20 đến 22 độ. Riêng tại phía Tây Bắc Bộ, trưa chiều có nắng và nhiệt độ một số nơi thuộc Điện Biên và Lai Châu sẽ tăng lên ngưỡng trên 28 độ. Nằm trong xu thế của thời tiết khu vực, thủ đô Hà Nội sáng nay trời nhiều mây, sương mù trộn lẫn khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp. Đến trưa chiều nay mây mỏng hơn và trời hửng sáng, nhiệt độ ngày đêm hôm nay nhích nhẹ và dao động từ 15 đến 18 độ. Trời ấm dần lên, nhưng lưu ý sương mù và mưa phùn về đêm và sáng sớm vẫn duy trì. Thành phố biển Đà Nẵng hôm nay, những cơn mưa xuất hiện rải rác, tập trung nhiều về chiều tối. Còn vào ban ngày, trời chủ đạo là nhiều mây, nắng ít xuất hiện. Vì vậy mà mức nhiệt cao nhất hôm nay chỉ khoảng 25 độ. Về tối và đêm, nhiệt giảm còn từ 21 đến 22 độ, trời rét. Lui xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trưa chiều nay trời khô nóng với độ ẩm giảm thấp, có lúc chỉ từ 30 đến 40%. Mức nhiệt cao nhất trưa nay ở Tây Nguyên sẽ phổ biến từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Tại khu vực Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Về chiều tối, những cơn mưa trái mùa vẫn có thể xuất hiện rải rác tại Nam Bộ nhưng lượng không lớn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay cũng là nơi khả năng xuất hiện mưa trái mùa, khiến nhiệt giảm, trời mát hơn về chiều tối. Còn trưa nay trời nắng khô nóng với mức nhiệt cao nhất trưa nay ở vào khoảng 35 độ. Quý vị lưu ý lúc trưa chiều trời rất ít mây khiến cho chỉ số UV tăng ở mức rất cao là mức 10. Nguy cơ gây hại rất lớn cho da và mắt nếu tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng. Vì vậy quý vị cần che chắn kỹ khi ra ngoài. Tiếp là bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.